Bà con và các bạn đang theo dõi chuyên mục nông nghiệp do Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, ở Tây Ninh có nhiều làng nghề truyền thống xuất hiện và duy trì hoạt động hàng chục năm qua. Trong đó, làng nghề bánh tráng tập trung nhiều cơ sở ở thị xã Trảng Bàng, Gò Dầu, Dương Minh Châu. Riêng làng nghề tráng bánh truyền thống ở ấp Cây Trách, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu cũng tồn tại vài chục năm qua. Có giai đoạn khủng hoảng, một số cơ sở làng nghề giảm công suất hoặc ngưng hoạt động, nhưng các cơ sở ở Cây Trách, đặc biệt là cơ sở sản xuất bánh tráng của chị Dương Thị Thúy Hằng vẫn giữ lửa, phát triển thêm loại bánh tráng phơi sương đóng gói, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, được nhiều đối tác chấp nhận, được bày bán ở hệ thống siêu thị Co-opmart. Trong chương trình hôm nay, mời bà con và các bạn cùng theo dõi phóng sự Làng nghề bánh tráng Phước Đông vẫn giữ lửa. Nghề tráng bánh tráng là nét đẹp văn hóa ở Tây Ninh được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Trước đây các làng nghề chỉ chuyên tráng bánh thông thường. Loại bánh trước khi dùng phải nhúng vào nước, có nơi gọi là bánh tráng nhúng. Dần về sau, nghề tráng bánh còn biến tấu thêm nhiều sản phẩm như bánh tráng muối, bánh tráng tôm, bánh tráng nướng, bánh tráng phơi sương, vân vân. Nhưng vẫn dùng chung thiết bị nhà xưởng, nguyên liệu gốc là bột mì, bột gạo. Riêng loại bánh tráng phơi sương có thêm công đoạn nướng và phơi sương vào ban đêm. Nướng bánh là công đoạn quan trọng tạo nên màu sắc đặc trưng của bánh tráng phơi sương. Bánh tráng sau khi phơi khô đem vào nướng ở một chiếc lò nướng đặc biệt được sử dụng nhiên liệu đốt bằng giò đậu phộng. Bánh không được nướng quá chín, chỉ nướng sơ khi bánh ngã sang màu trắng đục là ngưng. Để có được cái bánh, bắt đầu là khâu chọn nguyên liệu đến pha bột, tráng mộng bánh, đến quá trình nướng và phơi sương. Mọi công đoạn đều được thực hiện thủ công. Để có được bánh ngon, cần chọn loại gạo hảo hạng mang đi ngâm kỹ, thêm một ít muối vào nước, ngâm theo tỷ lệ cụ thể. Nước ngâm được thay đổi liên tục trong 2 ngày trước khi gạo được xoay nhuyễn. Mang bột đi pha, có thể theo tỷ lệ 60% bột mì, 40% bột gạo. Trên lò tráng, chỉ cần cho lớp bột mỏng và tráng thật đều để bánh không bị rách về sau. Trải nhẹ chiếc bánh ra vỉ mang đi phơi. Khi có dấu hiệu bong tróc khỏi vỉ thì thu hoạch bánh thành phẩm. Loại bánh phơi sương cần thêm công đoạn nướng nhẹ và phơi thêm một lần dưới sương đêm. Ở Tây Ninh có nhiều làng nghề truyền thống, trong đó làng nghề bánh tráng tập trung với số đông cơ sở là ở thị xã Trảng Bàng, Hòa Thành, Gò Dầu, Dương Minh Châu và một số ít cơ sở còn hoạt động ở thành phố Tây Ninh. Các cơ sở đang hoạt động mạnh là ở khu phố Lộc Du, phường Trảng Bàng, xã Chà Là, huyện Chí Minh Châu, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu. Đối với làng nghề tráng bánh tráng ở Chà Là, huyện Chí Minh Châu đang được người dân gìn giữ, chính quyền và các đoàn thể ở địa phương đang tiếp lửa để ngành nghề nông thôn này tồn tại. Các thợ tráng bánh biết nghề do cha ông truyền lại, không phải đi học từ nơi khác. Ngày nay có hộ tráng bánh đầu tư lò hơi, phát triển quy mô sản xuất. Có hộ vẫn duy trì lò tráng bánh đốt bằng củi, dĩ phơi bằng tre nứa, nên hình dáng và hương vị cái bánh vẫn không khác thời xưa, rất vừa lòng khách hàng, người tiêu thụ thời nay. Riêng làng nghề bánh tráng xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, các cơ sở đang hoạt động tập trung ở ấp Cây Trắc. Hiện nay có hơn 10 hộ đang duy trì sản xuất bánh tráng truyền thống, có thêm loại bánh phơi sương. Điển hình gia đình chị Dương Thị Thúy Hằng ở ấp Cây Trắc, xã Phước Đông là hội viên chi hội ấp Cây Trắc, cũng là chi hội nghề sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. Trước đây hàng chục năm, gia đình chị đã tổ chức tráng bánh theo phương pháp thủ công, sử dụng lò đốt củi. Theo sát thị trường tiêu thụ, chị Hằng nhận thấy thị trường tiêu thụ bánh tráng đang rộng mở, đặc biệt là bánh tráng phơi sương đã có mặt ở nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ. Chị quyết chí đi học thêm kỹ thuật mới sản xuất bánh tráng phơi sương, trở về nhà xây dựng lại nhà xưởng sản xuất bánh tráng rộng hơn, tiện nghi sạch sẽ hơn. Sân phơi bánh được lát gạch, đặt cách xa đường giao thông nhằm đảm bảo vệ sinh trong khâu phơi bánh. Quý chí phát huy nghề truyền thống của gia đình, vay mượn thêm vốn từ người thân, chị Hằng xây dựng thêm phòng đóng gói sản phẩm hiện đại để bảo đảm cho thương hiệu đạt chuẩn lâu dài. Tuy nhiên có lúc chưa thuận thời vận do dịch bệnh Covid hoành hành, khó khăn trong việc đi lại như các cơ sở khác, lò bánh nhà chị cũng hoạt động cầm chừng. Đến khi dịch bệnh qua đi, chị tiếp tục đầu tư mua thêm máy móc chuyên dụng, sản xuất đóng gói bánh tráng an toàn, được nhiều đối tác chấp nhận,
được bày bán ở các siêu thị Co-op-Mart. Duy trì nghề gia truyền đến gần đây, khi giá cả các nguyên liệu làm bánh đồng loạt tăng cao, trong khi giá bán ngoài chợ truyền thống không được tăng tương xứng, ít lợi nhuận, buộc chị cắt giảm 2 trong 3 miệng lọ. Lò bánh còn lại phải hoạt động nhằm cung cấp bánh cho các siêu thị theo đơn đặt hàng. Trước khi mà giá gạo tăng á, thì em có tráng 3 lò. Giờ khi mà giá gạo tăng á, thì cái giá thị trường chợ nó không được giá. Cho nên là em chỉ duy trì một lò để em ra hàng cho siêu thị thôi. Và sau đó thì siêu thị không tiêu thụ hết thì em bán lại cho những cái sĩ quen. Còn thị trường chợ thì hiện tại thì do cái phân khúc mà em làm đầu vào rồi công nhân rồi mọi thứ là nó tiêu chuẩn nó cao hơn, là giá thành nó cao hơn so với thị trường chợ. Cho nên em không mở là hết công suất để bán cho thị trường chợ. Định hình là cái sản phẩm mình sẽ đi vào kênh siêu thị đó. Thì em mới suy nghĩ về cái dòng bánh tráng trắng tay. Em muốn giới thiệu tới người tiêu dùng thành phố hay là cả nước với một cái tiêu chuẩn cao hơn, mới quyết định là đầu tư thêm để xây dựng lên cái cơ sở tráng bánh tráng tay mà sạch. Thì đầu tiên thì chỉ có một lò thôi, một lò tráng tay thôi. Thì sau đó thì đơn hàng nhiều hơn thì em mới mở thêm 2 lò nữa, là tổng cộng 3 lò. Một ngày tráng khoảng gần 7-80 kg bánh, thành phẩm thì gần 100 kg vậy. Hiện tại cơ sở sản xuất bánh tráng của chị Hằng có 500 vỉ bánh, 3 lò tráng tay. Để giảm chi phí sản xuất, chị đang cần thêm vốn để mua thêm máy đóng gói tự động. Sản phẩm bánh tráng phơi sương của cơ sở chị Hằng đang sử dụng hệ thống đóng gói phơi sương theo chuẩn ISO 2018. Sử dụng cách đun sôi bằng điện, em đầu tư bằng hệ thống bằng điện hết. Và cái hệ thống sân phơi thì phải được bê tông hết để không bị bụi và không gần đường. Từ khu phơi, khu hong, rồi khu gỡ này nọ là tất cả là đều phải được sạch sẽ. Bánh tráng của mình là hiện tại là đang được bán trong hệ thống siêu thị Co-op-Mart. Ngoài hệ thống siêu thị Co-op-Mart thì em cũng bán cho một số giống như là nhà phân phối hoặc một số khách mang đi nước ngoài. Còn về chứng chỉ thì bên em đầu tư hệ thống đóng gói phơi sương theo tiêu chuẩn ISO 22000-2018. Sắp tới em mong muốn là sẽ có cái nguồn tài chính để đầu tư hệ thống máy móc đóng gói tự động. Chỉ vì hiện tại siêu thị thì em cũng có một cái sản lượng tương đối tốt. Nếu mà mình đóng tay thì một ngày em đóng chừng khoảng 4-5000 sản phẩm, là nó mất rất nhiều thời gian, khoảng hơn 15 tiếng. Vì em muốn đầu tư máy móc đóng tự động để tiết kiệm thời gian, tăng năng suất, mở rộng thêm thị trường. Và một số đối tác xuất khẩu cũng hỏi yêu cầu báo giá, nhưng mà em chưa có đáp ứng được. Hy vọng là năm sau là em vừa về cải tiến sản phẩm mà vừa về đầu tư thêm máy móc để tăng năng suất. Tại vì cái yêu cầu về cái chất lượng sản phẩm của em nó cao á, tất cả là em phải tự sản xuất. Có những nguồn nguyên liệu đầu vào thì em phải gia công những nhà máy xuất khẩu. Nói chung là phải đảm bảo cái tiêu chuẩn khắc khe, nói chung là tiêu chuẩn đúng theo tiêu chuẩn ISO. Hiện nay, chi hội ấp cây trắc xã Phước Đông, huyện Gò Dầu còn hơn 10 hộ sản xuất bánh tráng theo phương pháp truyền thống. Chỉ có cơ sở sản xuất bánh của chị Hằng hiện đại hơn và có thêm sản phẩm bánh tráng phơi sương. Thời gian qua, Hội nông dân xã Phước Đông rất quan tâm đến các hộ làng nghề này. Hội đã phối hợp Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện giải ngân theo chương trình giải quyết việc làm cho 4 hộ có nhu cầu vay vốn với tổng số tiền 200 triệu đồng. Trong chương trình nước sạch vệ sinh môi trường, có 10 hộ vay số tiền 200 triệu đồng để mua thêm vỉ phơi bánh. Các cơ sở sản xuất bánh tráng đã tạo việc làm cho hàng chục lao động ở địa phương có thu nhập ổn định. Cháu Hằng này cũng muốn mở rộng quy mô là có thêm cái phần đóng gói tự động. Cháu cũng đề nghị ở trên có cái hướng gì mà để hỗ trợ cháu, để có thêm nguồn vốn để em mở rộng cái quy mô sản xuất. Cháu cũng có hợp đồng được các đối tác nước ngoài, mà hiện thì bánh thì giờ giá cả vật tư đầu vào cũng cao quá, cho nên chưa có thể tráng mở rộng. Và mô hình tráng phơi sương của cháu Hằng đây thì cũng được tỉnh đồ đã công nhận sản phẩm đạt OCOP. Xã Phước Đông thì muốn giữ vững cái chuẩn xã đạt nông thôn mới, thì hiện tại thì xã mới có một sản phẩm là chanh giấy đã được công nhận là sản phẩm OCOP. Tôi cũng muốn là địa phương có thêm 1-2 sản phẩm nữa đạt OCOP.
Mô hình tráng bánh tráng phơi xương của cháu đây là tạo công ăn việc làm cho 10 người, 12 người có được công ăn việc làm ổn định. Hội nông dân huyện Gò Dầu cũng quan tâm sâu sát với làng nghề bánh tráng ở ấp Cây Trắc. Đặc biệt, hội đánh giá cao mô hình sản xuất bánh tráng sạch của chị Dương Thị Thúy Hằng. Bước đầu chỉ một vài thành viên thôi, nhưng mà đến giờ này thì cái ngành nghề này là được 14 cái thành viên, tức là từng cái hộ gia đình nó liên kết với nhau để mà từng bước chúng ta phát triển thêm cái ngành nghề. Thì bước đầu thì nói chung thì không lớn lắm, nhưng mà đến giờ này phải nói rằng có cái sự liên kết của cái chi tổ hộ làng nghề, đến giờ này phải nói rằng một ngày là tráng có thể là khoảng trên 500 cái líp dĩ. Rồi cái sản phẩm làm ra thì được là các cái siêu thị họ ký hợp đồng. Thì đây một tín hiệu phải nói rằng cái làng nghề bánh tráng truyền thống phải nói rằng rất là phấn khởi. Bên cạnh đó thì các cái hộ viên của hội nông dân của tổ 6 ấp Cây Trắc cũng ăn lên, làm ra từng bước là cải thiện đời sống. Thì về góc độ của hội nông dân của huyện thì chúng tôi tạo mọi điều kiện. Hiện nay thì các thành viên trong cái tổ hội nghề nghiệp thì được tiếp cận nguồn vốn từ giải quyết việc làm từ cái ngân hàng chính sách của huyện. Thì hướng tới thì chúng tôi sẽ kiến nghị và đề xuất tăng thêm cái nguồn vốn để cơ sở phát huy. Làm nghề bánh tráng ở Tây Ninh nói chung, ở ấp Cây Trắc huyện Gò Dầu nói riêng là nét đẹp văn hóa của địa phương được truyền lại qua nhiều thế hệ. Trong khi một số làng nghề vì nhiều lý do phải ngừng hoạt động hoặc bị mai một, nghề tráng bánh ở Cây Trắc nói chung của gia đình chị Hằng nói riêng vẫn cố gắng duy trì. Đặc biệt cơ sở của chị Hằng có đầu tư trang thiết bị phát triển nghề, cho ra sản phẩm mới. Bánh tráng phơi xương trong gói, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, được nhiều thị trường chấp nhận. Quá trình cố gắng vượt khó ở cơ sở này đáng biểu dương. Nại cơ sở cần thêm vốn đầu tư, thêm khâu đóng gói, tiếp tục nâng cấp sản phẩm, giữ lửa cho làng nghề. Thiết nghĩ nhu cầu vốn dài ưu đãi là chính đáng, hy vọng sớm được quan tâm hỗ trợ. Bà con và các bạn xem đài thân mến, chương trình hôm nay đến đây là hết. Hẹn bà con và các bạn ở những chương trình kỳ sau. Thân mến chào tạm biệt.